Sau đó kẹp hạt dẻ đưa cô đến vương quốc của những nàng tiên. Ở đó mọi người đang đang mừng chiến thắng của họ. Quý vị phụ huynh thân mến, hãy cùng lớp ba lê 4 và ba lê 5 tham gia vào buổi tiệc giáng sinh tối của gia đình Clara nhé. Lớp ba lê 4 versus little Clara who was given a rock breaker doll in the Christmas party. In her dream that night, she saw her doll fighting an army of rats to protect her home. Then, Robert took her to the fairy kingdom, where everyone celebrated their victory over the evil rat. As the entrenchment, they chose in the standard Richmond party at Clara family home with Ballet 4 and Ballet 5.
of the children and guests at the Richmond Party. Thank you.